sao. Còn tại trong gia tộc Higa, nhưng cậu lại thuộc họ phân gia, là thành viên ninja làng lá tên tên Rock Lee, và họ là bộ ba ấn chú trên trán là do của bổn gia. Một ninja phải nói là thiên tài, thành viên trong đội không thể nào đánh bại, và người em họ của cậu Hinata, cậu phải sống với luật lệ họ tạo ra, vì bổn gia đứng đầu cả phân gia. Dù tài năng của cậu là sẵn có, nhưng nó chẳng thể nó lên được gì cả. Cha của cậu một lòng phải hy sinh, cậu tự hận và nuôi lấy chính mình. Tài năng của cậu được cho là bẩm sinh, nhưng Hiyashi để giết người liên minh. Người của nàng may bắt cóc Hinata để khám phá bí mật Bakugan. Một nhãn thuật được cho là bậc nhất, đó là lý do là may bắt đầu sang. Họ biết được người đó đã bị giết, Hiyashi phải chết để đền mạng. Hiyashi đến lúc phải thực hiện, vì do phân gia nên ông đã thế mạng. Đó là hận thù cậu bắt đầu mang, kỳ thi ninja đã bắt đầu sang. Họ thấy gai đã thấy điều đó, vì thế quá mức là ông bắt đầu ngăn. Cậu luôn cho rằng người giết cha cậu là thành viên trong họ của bổn gia, nuôi ganh ghét từ lúc thời điểm đó. Có lần cậu đã có giết Hinata, nhưng rồi trong cuộc chiến định mệnh, cậu đã hiểu ra một sự thật là đã nghĩ sai về việc cho cậu mắt. Cậu dần trưởng thành và sống cách tốt nhất. Cậu không còn ghét Hinata, không thù hận vì mình phân ra. Đó không phải là điều tra cậu muốn, được cái chết không phải do họ gây ra. Cậu bắt đầu chung sức cùng đồng đội, Naruto đã giúp cậu thay đổi. Rock Lee luôn luôn một lần muốn thắng cậu, nhưng vì thiên tài là không thể thay đổi. Đôi khi gây hấn từ lúc vừa lập đội, cậu nói Rock Lee không thể thành ninja. Nhưng sau này cậu có suy nghĩ khác, vì bất môn đã nói lên tất cả. Đại chiến ninja cuối cùng cũng bắt đầu, cậu cùng đồng đội chống lại Madara. Tập giới chuyển sinh của họ tên Nguyệt Nhãn, góp phần đánh Obito Uchiha. Nhưng mọi chuyện đã không phải như thế, để cứu đồng đội là không phải chuyện dễ. Cậu phải hy sinh để cho họ được sống, mọi người đã cứu nhưng đó là không thể. Sự ra đi của một thiên tài đã tồn tại trong tập Higa, với sở trường là thuật nhu quyền và sở hữu mắt Bakugan.